Mới chỉ có 10 bàn thắng được ghi từ ngoài vòng cấm tại giải năm nay. Riêng tiền vệ Nguyễn Quang Hải của U23 Việt Nam đã đóng góp tới 3 pha lập công trong số này. Những tuyệt phẩm của Quang Hải cũng đang đứng đầu danh sách bầu chọn những bàn thắng đẹp nhất giải. Không cầu thủ nào tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn như tiền vệ Khamdamov của Uzbekistan. Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á 2015 đã thực hiện 11 pha kiến tạo chỉ sau 5 trận đấu. Từ sau chiến thắng trước Australia lượt trận thứ 2 vòng bảng, U23 Việt Nam đã trải qua 3 trận hòa liên tiếp nhưng vẫn đi đến trận đấu cuối cùng. Ngược lại, U23 Uzbekistan lại chưa có trận hòa nào dù họ chỉ có thể thắng Hàn Quốc ở hiệp phụ. Hơn một nửa trong số 10 bàn thắng của Uzbekistan đến từ những đường truyền của tiền vệ Khamdamov và Sidikov. Hạn chế được bộ đôi này là chìa khóa thành công của U23 Việt Nam. Mới chỉ có 2 trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu, cả hai đều có sự có mặt của U23 Việt Nam. Đội đã loại 2 ứng cử viên Iraq và Qatar. Tiền đạo Urin Boev của Uzbekistan đã thực hiện 14 cú sút, nhiều hơn 5 cú sút so với bất kỳ cầu thủ nào của hai đội đã chung kết. Với 10 bàn thắng, Uzbekistan đang là đội bóng có hàng tấn công mạnh nhất giải. Họ cũng là đội có hàng thủ chắc chắn nhất khi mới phải nhận 2 bàn thua. Trong khi U23 Việt Nam đã ghi 7 bàn thắng và cũng nhận số bàn thua tương tự. 10 trận đấu liên quan đến hai đội đã chứng kiến tổng cộng 26 bàn thắng. Tiền vệ Samro Bekov của Uzbekistan đang là cầu thủ sở hữu nhiều đường truyền nhất với 384 lần thực hiện thành công. Trong khi Lương Xuân Trường là cầu thủ chuyền bóng thành công nhiều nhất bên phía U23 Việt Nam với 203 đường truyền. Tổng cộng, U23 Uzbekistan đã thực hiện 1.989 đường truyền chính xác so với 1.299 của U23 Việt Nam. Đội bóng của chúng ta là đội có tỷ lệ kiểm soát bóng thấp nhất giải, 35,91%. Tuy nhiên, với một đội chuyên chơi phòng ngự phản công thì những con số này không nói lên được nhiều điều.